Pencastilat Việt Nam và mỏ vàng tại SEA Games 31. Để chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển Pencastilat Việt Nam đã tham dự giải Đông Nam Á ở Singapore và thi đấu rất thành công với 9 huy chương vàng đoạt được. Mặc dù không phải môn võ truyền thống của người Việt, Pencastilat lại được thi đấu rất thành công tại các kỳ SEA Games và đây có thể xem là một trong những mỏ vàng của Việt Nam. Thế mạnh của Pencastilat Việt Nam vẫn là ở những nội dung đối kháng với những cái tên như Nguyễn Duy Tuyến, Lê Văn Toàn, Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Tấn Sang, Vũ Văn Kiên, Bùi Văn Thống, Đinh Thị Kim Tuyến vừa đăng quang tại giải Đông Nam Á. Bộ môn Pencastilat sẽ có tất cả 16 bộ huy chương và bắt đầu thi đấu từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 5 tại nhà thi đấu Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Được thi đấu trên sân nhà, đội tuyển Pencastilat Việt Nam đã đặt mục tiêu giành 6 đến 7 huy chương vàng. Hãy like và subscribe kênh Nhân Lực Nhân Tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.